ngưỡng mộ năm chồng sao có tư duy nhìn xa trông rộng gặt hái danh vọng hơn người là điều sớm muộn người với người hơn nhau không phải ở chỉ số thông minh tiền bạc mà là tầm nhìn và định hướng tương lai một người có tầm nhìn tức là người có tư duy dài hạn dù có đối mặt với những việc lớn hay nhỏ trong cuộc sống vẫn sẽ thể hiện sự khoan dung độ lượng không quan tâm đến những vấn đề nhỏ nhặt đó là người nhìn ra được điều tốt đẹp bên trong những thứ xấu xí và méo mó nhất, luôn làm chủ những biến động của cuộc đời. Nhờ vậy, họ có thể đi trước người khác một bước, đón đầu thành công. Vậy trong 12 cung hoàng đạo, ai sẽ là chồng sao có tầm nhìn xa trông rộng, đáng ngưỡng mộ nhất? Cùng theo dõi trong nội dung dưới đây nhé. Hạng 1 Chồng sao Bạch Dương Có mục tiêu rõ ràng. Bạch Dương nổi tiếng là người có chỉ số thông minh khá cao, nhưng thường ngày lại luôn tỏ ra khá vô tư thờ ơ tùy tiện song họ có một sự lạc quan đáng ngạc nhiên trong bất cứ hoàn cảnh nào nếu nhìn vẻ ngoài của dương dương và nghĩ rằng họ đơn giản thiếu suy nghĩ thì tức là bạn đã lầm to rồi thực chất bên trong của những chú cừu che giấu những tính toán rất sắc bén với nhiều ý tưởng hay ho và thường là đi trước thời đại nhờ tầm nhìn xa trông rộng của bản thân đặc biệt chồng sau này không bao giờ hài lòng với hiện trạng có mục tiêu phấn đấu rõ ràng cho riêng mình dù làm việc gì cũng có vẻ tùy hứng dễ chán nhưng khi thực sự bắt tay vào làm bạch dương trở nên vô cùng nghiêm túc xử lý mọi thứ một cách gọn gàng đâu ra đấy đôi lúc những việc mà dương dương làm khiến người khác cảm thấy khó hiểu đó là lý do chồng sau này trở thành kẻ lập dị trong mắt người khác nhưng với bản thân họ định kiến từ người khác cũng chẳng ngăn cản được điều mà dương dương đã có ý định làm để rồi đến một lúc nào đó những việc lạ lùng mà bạch dương đã làm trước đó đều phù hợp với hoàn cảnh và có tính đóng góp cao ai cũng phải nể nang tầm nhìn của cung hoàng đạo này vì lợi ích sau cùng bạch dương sẵn sàng hy sinh lợi ích nhỏ bé trước mắt chính định hướng tương lai rõ ràng và xa rộng đó giúp họ dễ dàng gặt hái được thành công hơn người Hạng 2 Chồng sao kim ngưu Kim tốn, không khoe khoang Không có gì lạ, khi kim ngưu cũng góp mặt trong số các chồng sao, có tầm nhìn xa trong rộng này. Là người thuộc phái hành động, nói ít làm nhiều, người thuộc cung hoàng đạo này, thường đặt ra mục tiêu cụ thể, cho những kế hoạch, hay dự định sau này của mình. Một khi đã quyết tâm, thì rất khó có thứ gì, có thể cản trở được họ. Nhiều người thường nhận xét, những chú trâu cứng đầu và bảo thủ, thực ra, chỉ là do Ngưu Nhi kiên định, đi trên con đường mình đã chọn mà thôi. Vốn không giỏi ăn nói, cho nên họ cũng không thích thể hiện cảm xúc hay giải thích cặn kẽ về những dự định của mình. Cho dù có bị người khác nghi ngờ, tính khả thi trong kế hoạch đó, thì Ngưu Nhi cũng vẫn lặng lặng tiến hành. Với họ, kết quả chính là minh chứng tốt nhất cho sự nỗ lực bấy lâu của bản thân. Chính vì tính cách nói là làm này, mà ngưu Nhi không thích những người lười biếng, ghét nhất sự giả tạo, su nịnh, và suy nghĩ nông cạn, chỉ biết đến những điều trước mắt. Ngoài ra, thái độ khiêm tốn, chẳng bao giờ khoe khoang, hay khinh thường người khác, bởi chồng sau này biết rằng, núi cao còn có núi cao hơn, cho nên, họ có nhân duyên rất tốt, được nhiều người yêu quý. Chỉ cần là việc mình muốn, thì sẽ làm tới cùng, không thành công không bỏ qua đạt được rồi cũng không ngủ quên trên chiến thắng, mà sẽ không ngừng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Hạng 3 Chồng sao xử nữ Biết bản thân muốn gì Là cung hoàng đạo thuộc nhóm đất, xử nữ có khả năng quan sát và ốc suy đoán nhanh nhạy. Họ có tầm nhìn rất xa, sẽ không giới hạn bản thân trong thế giới trước mắt. Hơn nữa, chồng sao này có sự cầu tiến, ham học hỏi, biết cách chất lọc kiến thức từ thế giới bên ngoài để lấp đầy bản thân. khi bắt tay vào một thứ gì đó, xử nữ sẽ làm hết mình và cố gắng tận dụng mọi cơ hội có thể. khi cảm thấy công việc chưa được như ý, họ sẽ tìm kiếm thông tin trong sách vở hoặc các phương tiện khác. cho nên, khi đối mặt với những trường hợp khẩn cấp nhất, xử nhi vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo, không sợ, không lo điều đó thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, đi trước mọi người của cung hoàng đạo này. Họ vạch ra kế hoạch cho bản thân, từng bước rõ ràng, và không dễ bị ngoại cảnh tác động, bởi hơn ai hết, Sử Nhi hiểu rất rõ điều mình muốn là gì. Sau khi đạt được mục tiêu, thì họ sẽ thầm đặt ra những tham vọng cao xa hơn, để thúc đẩy bản thân phát triển, bước phá khỏi giới hạn. Hạng 4 Chồng sao thiên bình biết tiếng lùi hợp lý thiên bình luôn là chồng sao đứng đầu trong vấn đề công bằng khách quan chồng sao này thể hiện sự tự tu dưỡng và quyết đoán cao nhất của một người cho nên khi đối diện với khủng hoảng họ biết tiếng lùi hợp lý biết rằng dù có vấp phải ngõ cục thì cũng sẽ có ngã rẽ bất ngờ nhìn có vẻ như một người không để tâm quá nhiều nhưng thực ra trong lòng thiên thiên đang âm thầm lên kế hoạch chiến lược họ làm đến đâu chắc đến đó hiểu rằng không có thứ tốt đẹp nào trên đời tự dưng rơi xuống tay mình tất cả đều phải đạt được bằng chính sự nỗ lực của bản thân khi gặp một vấn đề nào đó cung hoàng đạo này không nổi cáu mà thay vào đó họ nhìn nhận vấn đề rất khách quan nhờ đó thiên bình có khả năng giải quyết các vấn đề cực xuất sắc bên cạnh đó thiên bình còn là một con người công bằng họ luôn biết cách hoàn thành nhiệm vụ thật đúng đắn họ thích sự bình đẳng trong một tập thể vì thế họ sẽ luôn cư xử trang hòa với mọi người để sớm thành công hơn người khác hạng năm chồng sao ma kết giàu tham vọng ma kết thường là một người khá trầm lặng nhạt nhòa trong tập thể khi vừa không giỏi ăn nói lại vừa không có khiếu hài hước song thực tế chồng sao này có tham vọng mạnh mẽ và không bao giờ chấp nhận một cuộc sống tầm thường trên thực tế kết kết là một cung hoàng đạo có suy nghĩ chín chắn và tầm nhìn xa rộng chồng sau này biết rõ mục tiêu của bản thân và biết phải làm thế nào để đạt được điều đó qua sự quan sát và tự mình đúc kết kinh nghiệm từ người khác họ hiểu rằng nếu muốn đạt được điều mình muốn thì nhất định phải có tầm nhìn và định tướng dài hạn cho tương lai đặt ra mục tiêu rõ ràng và cũng hiểu cái đích mình đang nhắm đến là gì cho nên ma kết sẽ không lãng phí thời gian và tâm sức vào những vấn đề râu riêu, thay vào đó là tập trung vào những việc quan trọng nhất. Tất nhiên, những ma kết có tầm nhìn dài hạn sẽ không dễ dàng chế giễu hay kinh thường người khác, thậm chí đôi khi họ còn có thể giúp đỡ đối phương vì họ biết rằng ai cũng có những tiềm năng sẵn có bên trong, chỉ là chưa được khai thác đúng chỗ mà thôi. Chính nhờ thái độ khiêm tốn, tôn trọng người khác đó, mà họ cũng duy trì được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp nhiều khi còn trợ giúp cho con đường thăng tiến của bản thân vì vậy thành công là điều không sớm thì muộn chồng sau này cũng sẽ đạt được viết cho đinh hữu sĩ